Xin chào các bạn, hiện nay mình đang có ở đây một chiếc Ultrabook. Thực ra mình chém ấy. Thực ra mình đang có ở đây một chiếc iPad. Các bạn thấy là chiếc iPad của mình ở đây đang đặt trên một cái đế. Và cái đế này chính là một cái bàn phím full của nó luôn. Khá là đẹp. Đây là một phụ kiện được các nhà sản xuất thứ bên thứ ba họ làm cho chiếc iPad của chúng ta chứ không phải của Apple. Đây là Jacky, là một sản phẩm mà nói là khá là nổi tiếng dành cho các thiết bị của Apple, nhưng mà có lẽ nhiều người Việt Nam chúng ta chưa được biết đến. Về sản phẩm này thì mình đang có một cái hộp ở đây. Thì nó bao gồm hai phiên bản. Phiên bản mình đang giới thiệu các bạn là một phiên bản có đèn nền, tức nghĩa là sẽ có đèn ở bên dưới bàn phím để các bạn sử dụng buổi tối, không phải mò mẫm, khá là hay. Tuy nhiên thì cái bàn phím này sẽ cao đắt tiền hơn một chút so với loại bàn phím cùng như thế này, nhưng mà lại không có đèn nền, mà Sevenet cũng cung cấp hai phiên bản cho các bạn lựa chọn. Nếu ai ít mò mẫm vào buổi tối, ít xem ấy thì các bạn có thể chỉ cần sử dụng một cái bàn phím bình thường là được. Sản phẩm này thì nó sẽ đóng vai trò như một chiếc bao da bảo vệ luôn cho iPad, và nó thiết kế cũng khá là mỏng. Mình thấy nó không quá dày so với kích thước bình thường của một chiếc iPad. Ngoài ra thì nó có khá là tiện lợi, có thể gập lại, đem đi khắp nơi, và nó rất là thông minh với một số cái tính năng đặc biệt. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài review về cái chiếc bàn phím này của chúng ta. Đây là sau khi mình đã lắp vào rồi thì các bạn thấy là cách lắp của nó cũng giống như các bạn đeo một cái cover bình thường. Chúng ta vẫn có khoảng trống cho cái phần các phím bấm, camera, phím nguồn và chắc cắm tai nghe 3.5mm. Cái chất liệu bên ngoài của nó là làm một chất liệu bằng da. Cái loại chất liệu này thì nó không bị cứng quá mà cũng khá là mềm. Các bạn cầm lên tay thì các bạn sẽ so sánh là nó không bị dày đến mức gấp đôi so với iPad thường, mà chỉ tắt thì chỉ cầm 2/3 của nó. Nói chung là về iPad thì chúng ta cũng không có sự khác biệt quá nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối nó. Đầu tiên sản phẩm này thì các bạn thấy bàn phím của nó sẽ được tách rời ra như thế này. Ở đây chúng ta sử dụng một cái phím pair, tức nghĩa là để kết nối. Các bạn sẽ bật nó lên bằng cách gạt công tắc sang phần on, và sau đó chính thức là cái bàn phím của chúng ta sẽ sáng lên cái đèn xanh để chúng ta biết là nó sẽ kết nối. Ở đây có một cái đèn nháy ở đây biểu tượng màu xanh, biết là đang ở chế độ kết nối. Sau đó các bạn sẽ để các bàn phím iPad vào rồi. Các bạn vào Bluetooth, sau đó các bạn sẽ bắt đầu tiến hành kết nối với sản phẩm này là Jacky. Đây nó sẽ có tên sản phẩm ở đây. Các bạn kết nối xong thì lập tức trên iPad sẽ thông báo đã kết nối thành công. Trên sản phẩm của chúng ta thì có một số phím tính năng. Ngoài cùng ở góc này chính là phím Home, tức nghĩa là khi bạn vào một ứng dụng muốn thoát ra thì cần bấm một lần là sẽ thoát, hoặc là nháy đúp hai lần sẽ ra trình đa nhiệm, khá là tiện lợi. Thanh tìm kiếm nhanh, bấm vào này. Rồi phím tính năng tiếp theo là xem slideshow ảnh. Trong quá trình sử dụng thì các bạn thấy là khi kết nối với bàn phím này thì lập tức bàn phím ảo trên màn hình sẽ mất đi. Tuy nhiên bạn vẫn có thể gọi lại bàn phím ảo đấy bằng cách bấm cái phím thứ tư này, phím hình bàn phím, bấm vào lập tức sẽ hiện bàn phím lên và bấm trở lại là nó để mất đi. Chúng ta vẫn có một số thao tác như là cắt, copy, paste tương tự như là trên PC, nhưng mà làm hoàn toàn bằng là một các phím tắt luôn, rất là tiện lợi. Phím chơi nhạc, tăng giảm âm lượng, vân vân, và cả phím khóa màn hình được thiết lập sẵn ở đây cho chúng ta. Các bạn bấm một lần để khóa và bấm lần thứ hai để mở, hoặc là bấm bất phím bất kỳ trên bàn phím đều có thể mở được. Và bây giờ mình sẽ thử gõ trên cái sản phẩm này cho các bạn xem. Cái bàn phím này thì nó thực hiện đầy đủ cái phím QWERTY và vị trí sắp xếp khá là quen thuộc đối với người dùng máy tính, dù là MacBook hay là thậm chí các bạn dùng Windows thì đều được. Ở đây thì mình đã cài đặt sẵn bộ gõ tiếng Việt và gõ T-Lex rất là ngon lành. Xin chào các thím. Em đến từ... Chúng ta có phím T-Lex ở đây này. Nếu các bạn làm quen thì bàn phím này hoàn toàn có thể gõ mà các bạn không cần phải nhìn, nhắm mắt vào cũng gõ được, bởi vì cách bố trí bàn phím nó rất là tiện lợi. Trong quá trình gõ thì mình thấy phím này nó rất là mềm, cực kỳ là mềm, đúng là bàn phím xịn đắt tiền. Ngày xưa mình mua cái bàn phím của Trung Quốc nhưng mà gõ nó chán lắm. Bàn phím này cái độ phản hồi của nó tốt, rất là mềm mại và sờ nó rất là sướng chứ không bị cứng. Ở bên dưới bên cạnh phím cách này của chúng ta thì bên phải sẽ có một cái phím đèn, tức nghĩa là các bạn chỉnh cái độ sáng của đèn nền bao gồm 3 cái mức độ sáng khác nhau, các bạn thì tùy chỉnh để có thể lựa chọn được. Ngoài ra chúng ta còn có phím hình quả cầu bên cạnh này là chỉnh chuyển các cái thứ tiếng, như là đây mình có tiếng Việt, tiếng Anh thì giúp chúng ta chuyển nhanh qua lại giữa hai cái ngôn ngữ này. Ngoài cùng ở bên trái sẽ có một cái phím bấm vào để hiển thị thời lượng pin còn lại của cái bàn phím này của chúng ta. Bấm vào nó sẽ nháy đèn xanh, tức nghĩa đang còn khá nhiều. Các thao tác như là các bạn có thể copy paste bình thường bằng phép chúng ta có thể bấm shift này, sau đó bạn chúng ta bôi đen như trên máy tính, sau đó các bạn giữ lệnh comment, sau đó bấm C thì nghĩa là các bạn đã copy, và các bạn có thể paste lại bằng một phím bấm nhanh ở trên này, hoặc là các bạn có thể bấm xuống dưới và bấm comment B là nó sẽ thực hiện được ngay. Những cái phím comment này thì là tương tự như trên máy MacBook, còn trên PC chúng ta là control thì nó không hoạt động được trên cái bàn phím này. Về cái bàn phím thì mình thấy thời lượng pin của nó sử dụng cũng rất là lâu. Mình sử dụng là 2 hôm nay rồi nhưng mà vẫn chưa hết pin. Không biết là do mình dùng ít hay là do cái bàn phím này pin trâu quá. Các bạn khi không sử dụng chỉ cần úp vào thì nó cũng đóng vai trò coi như là một cái việc là nó sẽ tự động đóng nắp luôn, mà chúng ta không cần phải làm thêm bất cứ một thao tác nào khác, gập vào sẽ tự đóng.
Cái sản phẩm này chúng ta có một phần cổng sạc là cổng micro USB nằm ở phía bên hông, và chúng ta có thể cắm sạc này vào. Cái sạc này là chuẩn của các thiết bị Android chứ không phải là của chuẩn của thiết bị Apple. Các bạn thấy đây, mình cầm đóng vào thì nó rất là gọn, sau đó chúng ta mở ra. Sản phẩm này thì được cố định một cái góc nhìn chứ không chúng ta có thể chỉnh được, tức nghĩa là nó sẽ cố định là theo cái góc độ này luôn. Thì theo như nhà sản xuất cho biết, họ đã tính toán để sao cho góc nhìn này các bạn có thể nhìn khá là rõ ràng. Thêm một điểm mạnh của cái màn hình của iPad là cái góc nhìn của nó đẹp và góc nhìn nó rộng, khi các bạn nhìn ở góc độ nào vẫn giữ lại cái màu sắc rất là tuyệt vời, không bị chênh lệch nhiều. Vì thế nên bàn phím này nó chỉ cần để góc độ như vậy thì các bạn có thể nhìn được nội dung cũng như gọi email, mọi thứ nó rất là nhanh. Mình đánh giá cái phụ kiện này có lẽ đối với những ai mà chúng ta là học sinh, sinh viên, các bạn lên đại học mà các bạn băng bàn phím này để đi chúng ta ghi chép tài liệu trong lớp thì cũng khá là tuyệt. Hoặc là những ai là dân văn phòng mà mọi người đi làm xa hay đi công tác thì phụ kiện này cho chúng ta sẽ có một cái chiếc iPad để lên đùi, chúng ta có thể gõ được nó nhanh chóng hơn. Thay vì laptop, pin nó sẽ sụt nhanh hơn rất là nhiều so với iPad. Và thứ hai nữa là nó sẽ gây nhiệt độ cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các bạn ấy. Thế nên mà mình nghĩ là iPad kết hợp với cái bộ bàn phím bao da này sẽ rất là tuyệt vời. Và các bạn nếu quan tâm về bộ phụ kiện này thì có thể truy cập vào trang servernet.com.vn để theo dõi mức giá của loại bàn phím có đèn nền mình đang sử dụng, hoặc là nếu không có nhu cầu các bạn thì lựa chọn mua cái phụ kiện bàn phím full như thế này, nhưng chỉ khác biệt là không có đèn nền mà thôi. Thế rồi nhỉ.